Lái xe màu đỏ đấy nha, màu vàng kia nhá. Nào, cô lái trước hay mẹ lái trước? Mẹ trước. Ok, cô lái đi, cô lái nha, màu vàng kia. Mục tiêu mình đến nhà màu vàng kia. Này, có đi đường này à? Ok, có đi đường này được. Đấy, có đi đường nào. Mẹ lái nhá, thế mẹ lái đường này nhá. Đấy, giờ lại trái này. Ok, rẽ trái xong giờ đến nhà kia, bọn mình sẽ giờ về rẽ trái tiếp. Đi qua nhà gấu hồ này, hello gấu, vẫy tay, xong rồi rẽ phải. Gấu đi đường được chim chim bay hả con? Đến luôn rồi. Đến luôn rồi. Gấu đi đường chim bay, kia giờ mẹ rẽ phải này, đấy, rồi mẹ rẽ trái này, đấy. Xong mẹ đi vào vòng xuyến này, mẹ đi ra vòng xuyến này, đấy. Ok, đến nhà gấu rồi. Hello, hello xe green, là luôn xe green nha, gấu. Là đưa xe cứ đi đến nhà gấu, đến nhà gấu luôn. Vòng xuyến này mối tên nó bị ngược so với kiểu bên Ba Lan. Kiểu nó là kiểu hỏi đi bên trái xong rồi bên Anh, bên Thái Lan. Bên bên Nhật là như cũng đi bên trái hay sao ấy. Không phải đi bên phải được. Nên nó vòng xuyến nó cũng ngược. Có giờ mẹ sẽ lái xe green đến nhà màu vàng đấy. Giờ mẹ đi đường khác. Đi đường này. Mẹ lái ở đây nha. À chỗ này đường cụt à? Đường cụt mà mình không biết, mình lỡ rồi mình phải đi theo đường thôi. Đây đường một chiều. Tôi có biển báo đường một chiều không nhỉ? Đúng, nhưng có cơ biển báo mà. Cơ biển báo mình còn tầng lọc thôi. À có. Đấy, cái màu xanh blue á, đường một chiều hay sao ấy. Đấy. Một tên luôn này. Đấy, cái đấy là gì? Đường một chiều ấy. Cho vào chỗ này con, từ đây đường một chiều các bạn đi theo tôi quy định đi theo đường này nhá. Thế là đặt biển báo ở đâu hợp lý nào? Biển báo đường một chiều. Đang hàng đặt biển báo. Đây. Biển là biển stop. Biển stop đúng không? Ơ, thế là theo chiều này à? À, muốn đi theo chiều kia cơ. Đây, thế là như này. Đúng không? Đây. Đấy. Còn biển stop là biển ở đâu nhỉ, để cho hội khác ấy. Stop à. Ví dụ ở chỗ này nè. Ví dụ như này nhá. Chỗ này nè, ví dụ từ Rondo này đi ra đường không ưu tiên này. Đấy, chỗ này đường không ưu tiên thì phải biển stop này để xe dừng lại đây. Để máy xe đi thẳng này ưu tiên hơn đấy. Blue của gấu á, blue mình là biển là mũi tên cơ rồi. Đây nó không có biển thế này. Đấy. Bọn mình chọn chỗ này làm công viên đi. Đúng rồi. Rồi chỗ này dòng làm chồng công viên gấu ơi. Blue đây. Blue đây đúng rồi. Rồi chỗ này dòng có sẵn cây thông sẵn rồi. Đúng rồi. Công viên gấu có sẵn cây, bọn mình trồng thêm vài cây đây làm thành công viên gấu nhá. Rồi. Đây này. Rồi, con trồng cây đi. Đây là cây thông, còn đây là cây. Kiểu cười. Cười gì đấy. Hôm trước mẹ nói gì, mẹ bảo ok một cười nhá, đây gấu. Gấu cười. Màu bên trong. Rồi mẹ trồng cây này. Rồi giờ mẹ trồng cây ở công viên nhá, bọn mình làm cái này thành công viên này. Công viên nhà mình nó xây thế nào, sắp xong chưa? Chắc là mới làm mặt bằng rồi. Mặt bằng cái thẳng rồi đúng không? Đấy. Mẹ trồng đây là cây lá kim, còn đây là cây tán rộng này. Ai cũng có hình trăng ba. Đấy, như này mẹ trồng cây tán rộng này. Wow, nhiều cây quá. Công viên còn... của ai đây? Rồi lấy biển báo từ trong hộp. Đấy, có thấy công viên hay không? Rồi mình trồng một cái công viên đây nhá. Thế nhà nào muốn trồng cây, tôi trồng cây luôn cho. Trồng cho nhà gấu một cái cây nhá. Đây nhà gấu đây, nhà gấu một cái cây. Đấy, trồng nhà mẹ một cây bên cạnh nữa. Này nè, cái này mối tên. Mối tên à? Mối tên chỉ đi theo đường đấy à? Ok. Thế còn nhà ai thích trồng cây thế nào? Tôi thích trồng cây nhà ai? Trồng nhà gấu kia cái cây nhá. Hay trồng nhà Vin, hay trồng nhà Bơ. Công viên. À trồng công viên. Ok. Thế trồng thêm cây nữa vào đây. Wow, à. Công viên nhiều cây thế. Thế phải trồng thêm một cây nào đây là mới. Có màu xanh chuối và màu xanh lá cây. Đấy. Bây giờ trồng cái này. Biển báo á, con cắm biển báo đấy. Thế cắm biển báo vào Rondo cũng chỉ hướng đi vào được đúng không? Nhở. Đúng không bà? Bây giờ đi vào Rondo này này, chỉ đi theo hướng này đúng không? Không. Ờ. Phải hướng này. Rondo. À có biển báo nhưng mà biển báo khác. Biển báo nó kiểu giống như kiểu nó vòng xuyến, nó chỉ cắt đi như thế nào ấy. À, có. Thế thì cái này là biển báo đường chỗ đường một chiều các bạn ạ. Mũi tên đi về là chỗ 3. Này, mũi tên một chiều cái này. Ok bây giờ. Mà đây hai bus mà còn gì đường một chiều. À. Nó là hai làn đường mà một chiều đi đường này, một chiều đi đường ngược lại. À, đúng. Thứ ba là hai bus đều đi một chiều này. Kiểu cả hai làn đường này đều đi cùng một chiều ấy. Thì tăng đẹp. Level trò chơi lên thành trò chơi nghiêm túc rồi đấy.
Ok, chào các con, con đi chơi. Con thích đi bóng vào blue. Ok, bà đi nhá. Bà đi cứu đường, gọi là mua đường thế. Tum 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 rum 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 rum. Rồi, thế còn xe màu đỏ là đây, nhà lái con xe màu đỏ đến công viên nhá. Lái đến nhà gấu nào, đi theo vòng xuyến này. Đi đây. Chỗ này phải stop này. Dừng lại đúng không? Ừ, dừng lại vậy. Nhìn phải, không có xe, không có gì thì mới được đi. Lái xe gấu nào. Bên trái. Đi tiếp. Đi đến đây, đến chỗ đỗ xe của công viên rồi. Đi nào, đỗ xe ở đây. Được không? Đâu, xe có gì, hút bỏ cây ra. Ok, bye bye các bạn nha.